Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay trên cái TV anh em chúng ta đang có được đó là hai thành viên ha. Ở đây thì mình đang có hai thành viên các bạn thuộc dòng đó là Legend Daisy. Anh em chúng ta sẽ có cơ hội để sở hữu luôn. Thành viên đầu tiên sẽ là cầm thanh kiếm. Wow, thấy con này hơi bị đỉnh nha. Vứt ve nhẹ coi nè. Ôi chàng ngầu quá các bạn ơi. Và thành viên tiếp theo thì thuộc dòng đó chính là cũng Legend Daisy luôn. Bé yêu này thì wow, không những cầm kiếm mà lần này chú ấy có khiên luôn. Ôi hiệu ứng con này thì mình thấy đỉnh hơn nè các bạn ơi. Đó chính là chú ấy đưa cái kiếm lên là bắt đầu sấm chớp đồ nó quất đùng đùng liền. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Rồi và làm sao để sở hữu được cái thành viên này? Đơn giản thôi các bạn. Anh em chúng ta sẽ xem quảng cáo hen. Đây, xem quảng cáo tới cái chỗ cái rương này nè. Đó. Ở đây thì mình còn có một cái quảng cáo nữa là mình sẽ được 20 viên game. Mình đang me 20 viên này lắm luôn đó các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy nhẹ sự kiện một tí coi nè. Hôm nay thì nên chúng ta có cái gì đây? Nhiệm vụ gì đây? Wow, và các bạn ơi, thông báo với các bạn một cái tin rất là vui là ở đây thì con lão già râu dài của mình đã cho với cái yêu với cái con gọi là hệ băng. Và bây giờ thì mình sẽ thả nó ra nha. Đây, cái chỗ này là anh em chú ý nha mọi người, đây là cái quả trứng màu xanh nha. Anh em chú ý là quả trứng này nó sẽ có do hai cái con này nó yêu nhau á, nó tạo ra một cái quả trứng này nha. Và bây giờ mình sẽ thả cái quả trứng này ra thì khi đó anh em chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ. Để nhiều bạn lại không biết cách làm nhiệm vụ này đấy. Rồi ở đây thì cái con này nha mọi người, ở đây có cái chiêu của lão già với cái chiêu của bé băng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bế nó ra. Đó, dọn dẹp sạch sẽ rồi sau đó anh em mình bế cái thành viên này ra nha. Ngon lành. Wow, vậy là anh em chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi nha mọi người ơi. Đây, kiếm được 25 điểm coi chơi sự kiện lắm. Khu vực list này thì anh em chúng ta sẽ làm win thêm một trận nha. Còn cái chỗ này thì nó bắt đầu cho yêu nhau giữa cái con Meta với một cái em gọi là Prince. Rồi, ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm nhiệm vụ này luôn. Meta với Prince. Ở chỗ này thì mình sẽ... Đâu rồi? Meta, để mình nhớ coi. Đây, cái tuyệt chiêu của cái con này nha mọi người. Mình nhớ là mình có bé này rồi nè. Một, với cái con Prince thì nó là cái cánh quạt. Đây, cánh quạt. Đây rồi, là hai bé này sẽ yêu nhau nha mọi người. Ôi, hai con này yêu nhau, nếu như mà ra Legend thì sẽ ra được một cái con cũng khá là đỉnh nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho... Wow, và đây là hai thành viên này đang yêu nhau nha các bạn. Tốn 6 viên game để có thể hai chú này yêu nhau nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại mình đang để dành kinh phí các bạn ơi. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra xem thử cái nè. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ chiến đấu thêm một hiệp nữa nha mọi người. Khu vực list, tăng tay áo lên và đi làm việc thôi nào. Đây rồi, chúng ta sẽ xem thử coi lần này thì mình sẽ mang mình mang hai cái con này đi quýnh cho nó chắc hen. Ui chặt ba trận luôn các bạn ơi, ghê thiệt. Trời ơi, không thể tin được. Đầu tiên thì mình sẽ mang hai con ma cà rồng này đi phụ với cái thành viên đó chính là Herismon, để xem coi là anh em chúng ta có thể chiến đấu qua được cái màn này hay không. Vì thật sự mà nói thì tập trước các bạn ơi, mình đã hốt rồi là hai trận liên tiếp nhưng mà mình vẫn không qua được cái cửa này. Đó, rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ khều nhẹ với sức mạnh của thành viên đó là Macaron. Đây, con này là Macaron đầu tiên nha. Wow, chỉ một chiêu thôi là tên bạn nó đẩy cái lượng máu của anh em mình xuống mức rất là thấp luôn ấy, ghê thiệt. Rồi, tuyệt chiêu lần này mình sẽ mang đó chính là bé Herismon. Wow, ca này có bộ hơi chua à nha. Rồi, lụm nhẹ luôn cá anh em ơi. Oh my god, gắt thiệt rồi. Bây giờ thì hai thành viên này của mình lượng máu đều bị tuột hết trơn rồi. Bây giờ làm sao đây? Ở đây thì chúng ta có cái nhân vật này. Bé này thì thuộc dòng nó là hệ đất ha. Hệ đất, hệ mặt. Ra hệ mặt trăng. Ui chàng ca này cũng khó xử cho mình quá. Rồi anh em chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của bé này đi ha. Ok bé này đi. Rồi lụm nhẹ cái anh em ơi. 21.000. Rồi tiếp theo sẽ đến với nhân vật Harry đến từ tem bản. Ui lượng sát thương anh em mình đang được đam nè. Lấm 32. Ui rồi, ca này anh em chúng ta qua cửa.
Ui cha vợ không đủ đam anh em ơi, anh em mình vẫn bị thiếu một chút xíu rồi. Trời ơi, không thể tin được luôn ấy. Bây giờ mình phải tìm cách nào để có thể qua được cái cửa này các bạn ạ. Nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Rồi, thành viên này thì sẽ dùng để chiến đấu với nhân vật gọi là nhân vật cuối cùng. Đây, chúng ta sẽ cất cái con này vào trong nha. Đây. Rồi, cho bé này đi vào trong. Tiếp theo thì bé ở ngoài đây. Bé ở ngoài đây là phải là một cái con khá là mạnh để có thể chịu được những cái đòn của thành viên. À, sao ta? Một con ma cà rồng. Gắt dữ quá. Rồi, thử coi lần này mình thay đổi vị trí nha mọi người. Đó, đi vào tiếp tục gẹo tem bạn nữa nè. Rồi, đầu tiên là nên chúng ta là được quýnh trước nha. Đầu tiên thì bắt xe nhẹ với thành viên này đi, lắm. Đó, anh em chúng ta là sẽ hạ được một con trước chứ hả? Rồi, ôi sao đây? À đúng rồi, mình xài chiêu hút máu đi các bạn. Chiêu hút máu sẽ giúp cho anh em chúng ta bế cái lượng máu của tem bạn về. Đó, và bây giờ thì anh em chúng ta cũng đã đỡ hơn được một tí rồi ha. Sau đây sẽ là tuyệt chiêu của Macaron đi. Đó. Ui chà, con này nó quýnh đúng kinh luôn ấy. Rồi, pha này thì anh em chúng ta sẽ ráng nhẹ với Herismon. Ok, mình sẽ tính toán gọi là cẩn thận mới được. Pha này thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu của bé này đi, hút máu đại pháp này. Ngon lành. Wow, đừng quýnh hai lần nha em. Ui, nó xài cái chiêu no down của mình. Trời ơi, hên quá các bạn ơi. Vậy là anh em chúng ta lụm được một em rồi nè. Đó, bây giờ là mình còn được ba con. Wow. Rồi, tay bạn bây giờ là cái thành viên này nó sẽ đấm đuối với anh em mình đây. Lắm. Lưỡi sát thương đến từ Herismon đang được đam luôn. Rồi, hy sinh. Nhưng mà anh em chúng ta qua được cái cửa này nha. À, sau rồi là một hồi là tính toán tỉ mỉ, ôi, suy tính đủ các kiểu luôn thì cũng đã tìm được cách để vượt qua được rồi. Mừng dễ sợ luôn anh em ơi. Rồi, pha này thì, ôi, level 49 luôn kìa, 48 luôn. À, dường như là anh em chúng ta đang đại chiến được với những cái thành viên mà level cao hơn mình nữa các bạn. Rồi, tham chiến nhẹ. Rồi, chúng ta sẽ nhờ đến bé Mon đi hen. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký nha. Cái nút đăng ký đỏ đỏ đó, bên dưới video. Để anh ta có ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui nha. Pha này thì chúng ta sẽ đến với đó là bé Ma Cà Rồng ha. Wow, lấm nhẹ với lượng sát thương đang được tăng gấp đôi nè mọi người ơi. Ui cha cha, ôi thành viên bên trong của mình lại bị mất máu nữa rồi. Mình sẽ bế con này ra cho nó đầy máu lên hen. Đó, ngon lành luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng xoắn nhẹ nha. Ui cha cha, một thành viên đã phải ra đi rồi. Lần này sẽ nhờ đến sự xuất hiện của nhân vật đó chính là Macaron Victory. Rồi, và hình như là anh em chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi đó mọi người ơi. Đã nhiệm vụ nè, 5 trận xong. Và ở đây thì mình sẽ tiếp tục luôn nha. 5 trận nữa trong khu vực Arena. Ở đây mình đã có được 208 điểm rồi nè. Đây, 208 điểm. Ở đây thì mình đang cần chuối nè các bạn ơi. Cần tới 13 trái nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Ui, anh em mình lên tới level 12 rồi nè. Wow. Ui chê, nhưng mà cái màn mới này lại không thấy cái chuối nào luôn, mới ghê. Độ khó của cái game này nó lại tăng cao cho mình đến thế luôn ấy. Rồi, lần này thì chúng ta sẽ bế 3 trái nữa về là tầm được khoảng còn 10 trái ha. Tầm khoảng 10 trái chuối nữa các bạn à. À, rồi, ngon lành, ngon lành. Một ngôi sao 5 cánh nữa. Thôi, hết sảy luôn. Bây giờ thì anh em mình me nhẹ thêm 3 trái chuối nữa thôi là chúng ta sẽ ổn liền. Wow, chỗ này xem không ra gì luôn kìa. Vẫn không có luôn. Ờ à, đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Và đây là cái chú rồng thuộc dòng cấp E. Wow, và còn có tầm khoảng 20 tiếng nữa. À, 20 tiếng nữa là sẽ hết cái sự kiện này rồi. Ôi chà. À, vuốt ve nhẹ thì cái bé rồng này
bỗng xuất hiện một cái cô bé khá là xinh đẹp và đang đọc một cái quyển sách giống như là đang kể chuyện cho cái chú rồng nghe vậy ha. Rồi, và sau đó cô bé này biến mất. Rồi, ok. Ở đây thì cái nhân vật tiếp theo sẽ là một cái con Legend Daisy các bạn ơi. Tới 300 lần, 300 điểm cà với lại chuối ha. Đó, nên chúng ta còn phải cày cuốc ghê lắm luôn đây. Rồi, hiện tại thì ở trên bản đồ mình đang thấy được đó là tầm khoảng 3, 6, 9, ui chà, 12, 12 trái chuối luôn các bạn ơi. Ồ, vị trí này, cái vị trí này để mình nghiên cứu kỹ lưỡng xem. Wow, nếu như mà cái cành cây nó được, không ổn rồi. Này. Wow, viết lá. À đây rồi, đây rồi, nên chúng ta lại có thêm được một ngôi sao 5 cánh nữa này các bạn. Đó, tuyệt vời chưa? Ở đây thì mình nghiên cứu lại thì đang có được tầm khoảng có 6 trái cà thôi. Với hai ngôi sao vàng lấp lánh như vậy mà chỉ có 6 trái cà thôi thì nó khá là ít ha. Rồi, ui hai ngôi sao nằm kế nhau luôn nó mới ghê. Ồ, mình nhớ không lầm hai ngôi sao này nó chạm nhau một phát là nguyên cái này nó mất hết luôn á, nhưng mà nó xóa nó làm một cái màn mới cho mình vậy đó. Cho nên anh em chú ý đừng có chơi hai ngôi sao này với nhau nha. Wow. Rồi, ở vị trí này là mình thấy có 4 4 là 8 1 là 9. Chúng ta sẽ có tới 9 trái chuối, 10 11. Hiện tại là mình thấy được 11 trái chuối nè, mình bế hết 11 trái này về. Đó, hết sảy luôn. Rồi, vị trí này thì mình đang thấy được cái độ khó nó hơi cao một tí rồi nè. Wow. 4, ở đây chúng ta sẽ ôi ôi, 4 cái này mà có một đường ngang là chúng ta có thêm một ngôi sao nữa rồi. Đây, hiện tại là mình cày bay được mấy chục điểm nữa rồi ha. Rồi, ở đây thì wow, lên level 13 luôn rồi. Anh em mình ở đây mình sẽ làm thêm một cái đường nữa nè. Cố lên, vị trí này chúng ta sẽ cùng nhau làm sao cho một cái ngôi sao 5 cánh nữa cho nó đẹp nè. Chỗ này. Ồ, đây rồi các bạn ơi, một ngôi sao 5 cánh nữa. Wow, vậy là nên chúng ta đang có được tới hai ngôi sao luôn. Ở đây thì mình sẽ gom tất cả những trái cà đi nha. Wow, một cái thôi là nó nhảy đúng đẹp luôn. Ui, và tiếp theo thì chuối các bạn ơi. Ngôi sao 5 cánh nằm kế những trái chuối luôn. Và chuối ở đây mình thấy hơi bị nhiều nha. Đây là 4 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Ghê thiệt. Lụm anh em ơi. Một phát thôi. Rồi, tiếp theo thì nên chúng ta vẫn đi phá nhẹ những cái này. 200 mấy mà mình rờ có chút xíu thôi nó tuột xuống còn 300 chứ, 300 mà tuột nãy giờ là 50 rồi ha. Cái vị trí này lại là một cái vị trí rất là trọng điểm nè. Rồi. Ui chà chà, chỗ này có cái nào xuống cho nó một bậc. Đây rồi, đây rồi. Lại một ngôi sao nữa này các bạn ơi, một ngôi sao 5 cánh nữa. Chuối ở đây mình thấy cũng chưa nhiều lắm nè. 4, 5, 6, 7, 7 với 3 là 10, mới có 10 trái thôi. Đó, 11 trái, ráng bế thêm vài trái nữa xuống. 12, rồi, đây anh em chúng ta gom tất cả những trái chuối nha. Wow, chuối với cà nó đang bắt đầu cân bằng với nhau rồi đấy. Rồi, và các bạn chú ý nha, anh em nhớ làm nhiệm vụ, quan trọng là cái nhiệm vụ này chúng ta tới 25 điểm coi luôn nè. Các bạn chú ý làm nhiệm vụ này để có thể kiếm thêm điểm mà chơi nha. Khu vực West cần phải win đó chính là 3 trận, mà ở đây anh em mình đã win được 1 trận rồi, còn 2 trận nữa. Bây giờ mình sẽ vô mình làm luôn nha. Đó, mời các bạn hướng mắt về sân khấu. Ca này thì bắt đầu thấy ngon rồi đó. Mình sẽ mang cái thành viên gọi là bé nhím này đi gọi là làm mưa làm gió nha. Đây. Ôi cha, thành viên thứ hai mà bây giờ đến với các thành viên thứ ba rồi. Victory.
Wow, và bây giờ đến với rồng. Chiến đấu trong đây mình sẽ nhận được cái con rồng gọi là sinh đôi ha các bạn. Con rồng sinh đôi này thì có hai màu, một màu là màu vàng, một màu gọi là màu xanh nha. Đấm. Ui chà, quên nữa, mình nên cho bé nhím của mình ăn để cho nó sớm lên chợ nữa ha. Wow, còn một trận nữa là mình bế được cái thành viên rồng song sinh này về rồi nè. Ôi, rồi, nhận chiên. Đây, mình kiếm thêm được 4 điểm coi nữa nha. Ở đây thì 200, 200 vàng này thì mình sẽ đi thu hoạch luôn. Rồi, và anh em chú ý nha, bạn nào chưa biết cách làm nhiệm vụ hoặc là bạn nào chưa biết những sự kiện event sắp tới thì các bạn hãy truy cập vào trang web gọi là hntchannel.com. Trang web đó là trang web chính thức của mình luôn. Ở đó thì mình có chia sẻ với các bạn là mình có để ở cái mục Dragon City ha, là những cái sự kiện sắp ra và còn khoảng thời gian nữa bao lâu là nó ra nha. Đó, nhất là cuộc đua Heroic nha mọi người. Anh em nhớ bấm vào Heroic đăng thì các bạn sẽ thấy được là còn khoảng mấy ngày nữa là sẽ đến với sự kiện đó nha. Ở đây thì chúng ta me nhẹ một chút xíu nữa nè. Wow, chuối chuối, ba cái. Rồi, cái này thì mình bế cà. Cà nè, ba trái. Wow, rất dữ. Wow, vị trí này. Ui, đây rồi các bạn ơi, một ngôi sao năm cánh nè. Đó, ngon lành chưa. Đây là được 4 cái cà đúng không? 4, 5, 9, 10, 11 trái ha. Ở đây thì mình mới có 11 trái cà thôi. Ok, có còn hơn không nha. Bế luôn các bạn ơi. Hết sảy. Rồi, càng hồi là chúng ta càng phá nhiều nó sẽ ra nhiều đường đi hơn ấy. Chỗ này thì sao đây? Ui, chà mất đường rồi. À, không sao các bạn ơi. Khi một cái đường này đóng lại sẽ có những cái đường khác nó mở ra nha. Rồi, ở đây thì cà ba trái. Thu hoạch nhẹ. Bây giờ là team của mình là mình thấy cà với chú bắt đầu nó chênh lệch với nhau khá là nhiều rồi đấy. Ui, lên level 14 rồi nè anh em ơi. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một subscribe nha. Và đừng quên cho HNT một like để ủng hộ mạnh nha các bạn. Không ủng hộ nhẹ nữa mà ủng hộ mạnh luôn đi. Ui, hai cái này là mình thấy hơi bị kết nha. Chỉ có một chiếc lá lìa cành xuống cái vị trí này thôi là đây chúng ta có đồ để chơi liền ấy. Đó, mình gọi là mình đang me rồi, chiếc lá lìa cành lắm luôn. Mà bây giờ không có chiếc lá nào chịu rơi xuống vị trí này hết trơn ấy. Wow, trời ơi, tiếc dễ sợ. Rồi, và ở đây sẽ có 4 tập tiếp theo. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nè.